Xin chào các bạn, đây đến với kênh Thành Nhân Vacation. Và hôm nay tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng mới liên quan đến hộp bánh đậu xanh. Đó là tôi sẽ chơi Domino bằng một hộp bánh đậu xanh. Thì đây chính là một hộp bánh đậu xanh nhé các bạn nhé. Thì hộp bánh đậu xanh này là đã thắp hương rồi và tôi sẽ dùng cái hộp bánh đậu xanh này để tôi chơi, để tôi thực hiện thử thách. Và tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng mới, đó chính là tôi sẽ chơi domino bằng cái hộp bánh đậu xanh luôn. Đấy, cái hộp bánh đậu xanh này là dùng để thắp hương. Hồi đấy là tôi vừa mua cách đây khoảng 2-3 tuần gì đấy. Hồi đi chơi ở các bà về thì tôi đã mua cái hộp bánh đậu xanh luôn, một hộp hình tròn để thắp hương. Đó, không nhớ bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một hộp bánh đậu xanh gồm có bao nhiêu cái. Và ở đây chúng ta thể thấy cái biển, đó chính là hạn sử dụng là 7 tháng kể từ ngày sản xuất. Các bạn có thể nhìn thấy một hộp mà đã ăn hết một chiếc bánh đậu xanh. Đây, cái lỗ này này, các bạn thấy chưa, có người đã ăn một chiếc bánh đậu xanh. Nhưng mà không sao, thì tôi sẽ dùng cái hộp bánh đậu xanh này, tôi sẽ dùng tất cả các chiếc bánh đậu xanh này để chơi domino. Thì đây là một ý tưởng mới do tôi tự nghĩ ra. Thì ngày xưa thì tôi có chơi domino bằng hộp bánh đậu xanh. Đấy, mấy cái hộp bánh đậu xanh luôn. Các bạn là bánh đậu xanh này thì tôi vẫn thấy trong cái fanpage của Hà Nội của tôi là bánh đậu xanh này là vô địch bảng A, vô địch bình chọn các món ăn đặc sản vùng miền. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng xem bên trong của một cái hộp bánh đậu xanh này là gồm có bao nhiêu nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đếm xem có bao nhiêu chiếc bánh đậu xanh trong hộp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây là viền của bánh đậu xanh. Bây giờ mình sẽ gỡ ra. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Một hộp có 19 nha các bạn nhé. Chứ tôi đếm ra là 18 vì có một chiếc đã ăn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chơi thử domino bằng mấy chiếc bánh đậu xanh này để xem là chơi domino nó sẽ như thế nào. Bình thường là họ hay chơi các cái loại thể loại domino, ví dụ như là domino gạch này, domino que gỗ này, domino diêm này, toàn là mấy thể loại luôn, domino Jenga nữa. Đấy, làm domino bằng đồ chơi rút gỗ. Ngày xưa tôi có xem cái video đấy. Không nhớ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi domino bằng bằng 18 chiếc bánh đậu xanh luôn. Bây giờ chúng ta sẽ xếp domino bằng mấy chiếc bánh đậu xanh luôn. Thì bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho các bạn xem nhé. Xếp thành một domino, nói chính xác là giống với y hệt với loại domino. Thì bây giờ tôi sẽ chơi thử xem là domino bằng bánh đậu xanh là có thả được hay không. Bây giờ tôi sẽ thả xuống nhé. Thì bây giờ tôi sẽ xếp
ba chữ cái. Tức là ba chữ cái trên tên kênh của tôi là T, N và chữ R. R rau, R rô phi, R rán. Đấy, bây giờ tôi sẽ xếp chữ T cho bạn xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xếp chữ T. Ok, vậy là tôi đã xếp chữ T. Thì bây giờ tôi sẽ chơi thử nhá, để xem là chữ T có rơi thành công hay không. Chấm hỏi. Có cái gì đây? Bây giờ tôi lại phải nhảy tiếp nhá. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Vậy là tôi làm chữ T không thành công rồi. Bây giờ tôi sẽ làm lại. Ok, vậy là tôi đã làm xong chữ T rồi nhá. Thì bây giờ tôi sẽ chơi thử xem là chữ T có rơi hay không. Tiếp theo chúng ta sẽ chơi domino hình chữ N. Thì bây giờ chúng ta cùng xem là chữ N của tôi có rơi hay không, có đổ hay không. Chơi cái này nó hơi khó. Ok, cái này tạm chấp nhận vì chữ N đổ rất là khó. Ok. Các bạn là chữ N thì đổ thì rất là khó, cho nên là tôi vẫn tạm chấp nhận cho đổ domino cho chữ N. Ok, chúng ta sẽ đến với chữ R, tức là chữ rổ rau hoặc là ráy tai. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là chữ R của chúng ta có đổ hay không. Đổ rất là chậm các bạn ạ. Các bạn là một cái hộp bánh đậu xanh này nói chung chung là rất là khó ấy. Ok. Xong cái chữ R, chỉ có 4 lần đổ thì mới đổ được chữ R thôi. 4 lần đổ domino thì đã rơi được chữ R thành công. Ok, chúng ta
ta sẽ đến với phần cực kỳ là quan trọng nhất. Đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau đổ tháp. Tháp này là tháp domino. Nhưng mà tôi lại lấy cái mấy chiếc bánh đậu xanh để xếp tháp. Nói chung chung là rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy một tòa tháp toàn là bánh đậu xanh với bánh đậu xanh thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành đổ domino tòa tháp này để xem là có được hay không. Các bạn đã sẵn sàng chuẩn bị đổ tháp domino chưa? Và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đổ domino nhá. Một, hai, hồi hộp quá các bạn ạ. Một, hai, ba. Ok, vậy là tôi đã làm đổ domino xong. Domino làm bằng mấy cái chiếc bánh đậu xanh luôn. Căn bản là chơi domino với hộp bánh đậu xanh này nó chính xác là rất là hay. Nhưng điều đặc biệt nhất là về chữ. Căn bản là những cái chữ nó kiểu như là dí dít nhau ấy thì đổ rất là khó đổ thôi. Chứ domino theo đường thẳng thì đổ dễ rồi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy bãi chiến trường đây không? Đó, bãi chiến trường gây ra rồi. Thì kết thúc video thì tôi sẽ dọn 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 mấy cái bãi chiến trường này cất vào trong hộp nhé. Ok, thì video của ta đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thích video này, hãy gửi cho tôi một nút like, một nút chia sẻ, đừng quên bấm nút đăng ký và ấn hình quả chuông để nhận được các video mới nhất từ Thành Nhân Vacation nhá. Ok, và các bạn nhớ đăng ký kênh Thành Nhân Vacation để giúp kênh của tôi đạt 7.000 người đăng ký nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này.